cảm ơn ông rất là nhiều. Có thể quay thêm 2-3 vòng nữa cho con thấy không ơi? Qua qua qua. Tôi nói với chú cái cục đất đó nó không bao giờ liếc được. Cục đá đó đó. Dạ. Ngập cỡ nào hay làm cỡ nào thì nó cũng còn lú lên vậy hoài chứ không có liếc được. Không bị phù sa bồi đắp. Không, phù sa đắp. Là nước lũ tràn về thì hồi đó mà chưa có cái vụ mà bốn phía người ta xây đó nha. Dạ. Là nó cũng vẫn vậy đó. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À. Thì hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Châu Phú của tỉnh An Giang. Và đây là một cái con đường rất là đẹp để dẫn vào một cái dinh, rồi người ta ở đây gọi là dinh đá nổi. Vậy thì cái tại sao nơi này được gọi là dinh đá nổi và thật sự hòn đá nổi nó linh thiêng như thế nào? Thì hôm nay Bùi Hồ có và bạn Gông Quỷ Miền Tây có chuẩn bị một quả chuối nè với lại nhang để xem sự linh thiêng của cái hòn đá đó khi như thế nào nha cô bác quý anh chị. Và đây là một cái con đường rất đẹp để vào trong kia dinh. Thì bây giờ mọi người sẽ cùng với Bùi Hồ sẽ đi vào trong đó nha. Thì cái dinh này thì nó nằm, chúng ta có thể nhận thấy được rằng là nằm ở giữa đồng. Nằm ở giữa đồng như thế này. Đó, và cái dinh này thì rất là lớn. Ở đây là, bên đây là toàn là những cái cánh ruộng này cô bác quý anh chị. Những cái cánh ruộng của người dân. Thì dinh thì khi mà đến huyện Châu Phú của An Giang thì chạy khoảng tầm cách xa khoảng tầm 20-30 km thì hỏi dinh đá nổi thì mọi người ở đây, người dân ở đây thì ai cũng biết được cái dinh đá nổi này. Tại vì có một sự việc là trước đây thì có một cái hòn đá tự dưng nổi lên ở giữa một cái mảnh ruộng. Và sau này thì cái hòn đá đó mới theo lời kể của người dân thì hòn đá đó mới dịch chuyển đi những cái nơi khác nhau. Và hiện nay thì sau dinh này có một cái hòn đá người ta sẽ gọi là hòn đá nổi. Rồi lên xe đi thôi, tiếp thôi. Từ ngoài cổng vào đó thì chạy khoảng xe khoảng hơn 300 mét thì Bùi Hồ đang có mặt tại dinh đá nổi. Thì cái hòn đá nổi thì sẽ nằm ở ngoài kia, ngoài kia. Thì bây giờ hai anh em sẽ ra ngoài kia, ra hòn đá nổi ở ngoài kia. Đây là cái cầu ván hình vòng cung. Thì mình sẽ qua bên đây chạy một... Ê! YouTuber! Ông trả đi! Trời ơi! Nó lại bỏ mình luôn rồi. Không biết cái đoạn đường qua bên đó có xa hay không. Nhưng mà... Nghĩa thì... đang bỏ mình chạy đằng trước đằng kia. Ôi! Ở đây có mấy cái... cái ngọn rau muống này non quá. Cái này hái... ăn rất là ngon. Và bây giờ thì... lúa ở đây người ta đã làm xong hết rồi. Mọi người đã làm xong hết ở đây. Bây giờ mình với bạn Nghĩa bây giờ mình sẽ lấy cái nải chuối này. Lúc nãy thì hai anh em cũng đã có chuẩn bị cái nải chuối với lại một ốp nhang nè, với lại một cái ống quẹt mua ngoài tiệm tạp hóa ngoài kia. Thì đây là cái lối đi vào cái hòn đá như thế này. Thì người dân người ta vẫn mặc dù là hòn đá ông đá nổi này nằm ở giữa ruộng nhưng người dân ở đây người ta vẫn thể hiện một cái sự tin tưởng bằng cách là lắp một cái lối đi vào cái hòn đá đó. Thì việc đó là không phải đất của tôi, đất của người ta. Rồi sau này tôi mới mua miếng đất đó lại sang lại. Dạ. Dạ. Rồi con thấy xây một cái đường đi. Xây vô cái đường đi. Bà xây hả? Nhà bà xây hả? Cái đó đó là bên từ thiện người ta xây. Dạ. Cũng như hồi đó đất của tôi nguyên đất đi. Dạ. Tay vô ra thì nạo ngay nó hư lúa. Dạ. Rồi người ta mới xúng nhau, người ta xây lại làm cái đường đi. Rồi bà... người ta mới xây luôn xung quanh cái vòng tròn luôn vậy đó. Dạ. Cho cái cục đất trong đó vậy đó. Là nơi Bùi Hồ à. Bùi Hồ cần tìm đến nè cô bác quý anh chị, đó là hòn đá nổi như thế này. Thì sự linh thiêng là hòn đá có thể làm cho những cái nhang nó quay theo một cái quỹ đạo hình tròn, có thể quay theo chiều xuôi và cũng có thể quay theo chiều ngược lại, thì không biết như thế nào. Thì Bùi Hồ mong đến đây là gặp hữu duyên, mong ông đá có thể hiển linh. Hôm nay thì Bùi Hồ với bạn Nghĩa Trần có mang chuối đến đây để cúng và nhang. Thì ở đây chắc có lẽ là mọi người một đoàn hành hương mới vừa đến đây để khấn vái. Ở đây thấy có trái cây nè, bánh nè,
nhang nè. Và đây cũng nhang luôn. Đây có gụ nữa hả? Bây giờ mình đã đến nơi nha. Đây là cái nơi mà đây là gụ vậy ta. Ông đã nổi nè, hôm trước thì mình nhìn không có rõ nha, tại vì lúa che hơi nhiều. Hôm nay mình thấy ông gụ rất là to. Thì như hồi nãy có một cô chia sẻ thì hôm nay cũng có rất là nhiều. Cái cục đá nổi thì nó nổi lên đó đó. Cục đá mà nổi lên thì cục đá nó nổi. Hồi đó là cái cục đá này, cái cục đá này là nó nằm ở chân đầu đất của em á. Rồi sau này mới đầu nó nằm dưới luồng đất của ông Tư Thâu. Vậy hả? Dịch chuyển lên hả? Dạ, có bắt đầu nó chuyển lên như chân đầu đất của em. À, cái thời mà mặn lúa mùa á chị hai. Cái thời em cũng còn nhỏ đi mới. Lúc đó là gì, là gì biết hả? Cái đó cũng như là gì biết, là cũng như là cái thời á, cũng như là gì thấy là nó là ở dưới người ta chỉ. Mình cũng còn nhỏ mình không biết, mình thấy là nó nằm ở dưới đó đó. Nhưng cái mà sau này cái bắt đầu dì mới đi mất lúa. Mất lúa cái dì thấy là nó nổi trong đầu đất. Đó là đầu đất đó, cũng như hồi đó là dì chưa có mua. Dạ. Hai anh em, bây giờ không có cái dĩa thì mình sẽ mượn một cái dĩa nào nha. Để trên cái dĩa bánh thôi. Mình mượn một bánh thôi. Một bánh để qua bên tí đi. Rồi thì bây giờ Bùi Hồ chuẩn bị chuối nè. Một nải chuối này để cút, để dưới đây luôn nè Hồ. Hai xích bên đây nè, quanh bánh nhang này đi. Bên này nè. Chống. Đó thì mọi người nói ông Tà rất là linh thiêng với cúng chuối ông Tà. Đúng rồi, bây giờ thì mình sẽ cúng chuối với đầy ốc hương. Thì bây giờ hai anh em mình sẽ bọc nó vô bỏ túi nha. Mình dùng tay dùng nó ở đây gần đẹp nữa. Tôi nói với chú đây cục đất đó nó không bao giờ liếc được. Cục đá đó đó. Dạ. Ngập cỡ nào hay làm cỡ nào thì nó cũng còn lúa lên dị hoài chứ không có liếp được. Yeah, không bị phù sa hoài đắp. Không, phù sa đắp được. Là nước lũ tràn về thì đó mà chưa có cái vụ mà bốn phía người ta xây đó nha. Dạ. Là nó cũng vẫn vậy đó. Ồ. Nên nó không có liếp đắp. Dạ. Hồi đó giờ có ai có thể có thử là nó lấy lên không? Hay là đào xuống gì không? Hồi thời gian trước á, đó thời gian đó tôi cũng hai mấy tuổi, 30 tuổi rồi. Thì có cái mấy ông với vợ cái dạng mà nói đi bòn vàng rồi đó. Dạ. Mấy ông này cũng đi lại đó đào. Dạ. Mấy đào lên rồi nhiều khi đâu đem ra ổng lên nổi. Dạ, lớn quá. Ừ. Rồi người ta đem mấy cài ta kéo lên. Ờ. Ta kéo lên sao mấy cái bòn dưới thì không có gì hết, chỉ là đé với đá miễn sành miễn chén thôi. Dạ. Rồi cái thời gian đó là mấy ông tôi để lên. Dạ. Mà như chưa đem xuống nha. Dạ. Cũng tính bỏ lên trên luôn. Dạ. Rồi nghe nói là cũng kẻ phước mày không mặc gì ta kêu hay gì đó không hiểu. Dạ. Nha. Tại vì người ta kêu rồi là mấy ông mới đem lại, mới đem trở lại. Ở đây vào bây giờ là mấy giờ nhỉ? 11 mấy, 12 giờ. Rồi thì hôm nay anh em mình đến đây mọi người thì thứ nhất là đốt nhang để cúng ông Tà, thì mong cái sự linh thiêng hiển linh của ông. Thì đây là rồi ông Tà đây về uống rượu với bia. Ủa, uống rượu với lại nước ngọt. Ủa, nước lạnh. Với lại có thể dùng một quả chuối nha. Bây giờ chuối này thì mình để như thế này hay mình lột ra cho ông một trái đi nha. Lột ra đi. Lột ra một trái nha. Con mua ở chợ. Mình để trên này luôn ha. Bây giờ thì cái phần lễ con tụi con thực hiện với một cái lòng thành kính. Thì hôm nay đến đây vào thời vào cũng có vào giờ này thì cũng có gió. Thì tụi con đến đây thì con thấy nhiều bạn đến đây thì ông có thể cho cái cây nhang nó quay theo một cái quỹ đạo hình tròn theo chiều theo chim kim đồng hồ và ngược lại. Vậy thì con xin phép ông thôi, tụi con thắp một nén hương nha. Hay nước cái này nhiều quá bớt ra không? Đâu để xem nó có ướt cái nhang không, sợ nó ướt á. Tát ra đi mới à. Có cái lấy cái đẻ nè. Bây giờ cho nước ở trong cái chỗ họ ông đá nói nè mọi người. Thank you.
tại vì ngày hôm qua là tối đêm qua là có cái trận mưa nên là nữ ra là nước nó trời ơi mà múc động ướt ướt cái đó sao? Luôn rồi không ướt quá nó đâu sao vậy hả quá nó khó không sao đâu có nước thì mọi người càng thấy sự hiển linh ướt quá nó ướt kia nha không phải nhưng mà sao không ướt được nước nó dao động mà thì vô đang múc đại khô rồi được rồi rồi để em kia lại cũng nhiều khá là nhiều thì Bùi Hồ sẽ đã tát nước xong thì nước cái phần này nè đến đây nè nó đã giật xuống rồi nó giật xuống cũng khoảng 2 phân đó thì này lấy ra này mọi người đó vào thời điểm này á thì người ta xúc lúa cắt lúa nó bay vô. À bây giờ thì phần nhang đẩy lên đây thì các cô bác với anh chị biết thì nhang đẩy lên đây thì mình sẽ để như thế này tại vì đó nhang nó này sẽ nằm im như thế nha. Thì bây giờ trước khi đẩy thì mình sẽ đốt cái nén hương này lên để bên này nè mấy bên này chưa, này chưa. Nè. Bây giờ mình sẽ quay cái nén hương này vô cái hướng của cái chân hương này nè. Rồi. Dạy mày. Rồi kính thưa ông thì thần đã nổi ở đây thì con được biết. Hôm nay thì con đến đây để mà cho con thấy được sự linh thiêng của hòn đá. Con đến đây quay một cái thước phim này để cho mọi người thấy được sự linh thiêng của ông. Thì con mong ông có thể cho cái hòn cái cây nhang này nó quay theo cái quỹ đạo hình tròn. Dạ. Thì bây giờ nước cũng bắt đầu gió nó lớn lên tí nước có thể mình thấy nước nó dao động ở đây. Thì bây giờ mình sẽ để cái nhang ở đây nha. Ở đây là cây nhang nè. Nghĩa. Bây giờ Nghĩa cứ thử coi phần cái đầu nhang cuối nhang coi. Mình gờ coi ở đây là mình không có dây gì hết nha. Nè, không có cái gì gọi là ông dây chỉ gì á để cho mọi người nè. Rồi bây giờ mình đã sẽ đẩy xuống nha. Quay ra đây hả? Nào quay qua kia đi, quay qua kia đi. Giờ cho nó bằng đi. Thì ông ơi, hôm nay con đến đây thì ông cho con thấy sự linh thiêng. Ông có thể quay nhang cho con là mọi người thấy được không ông? Ta nói là cũng như là cái đất này, đá đó đó. Gì gì? Nó là tưởng là cũng như là nếu mà không có được bà con gái hồi xưa ngồi trên đó đó thì bây giờ nó thành một cái hòn hay là cái núi vậy chỗ này. Dạ. Đó. Rồi cái đường bà gái ta đi mất lối vậy nè chị hai. Người ta thấy cục đá im quá ta mới lên ta ngồi. Dạ. Rồi sao mà ngay chân chỗ đó lại mới lên tới đất 3 tháng đó. Vậy hả? Nó dịch chuyển nó không còn ở đó nữa. Nó không còn ở đó nữa mới lên chỗ này. Dạ lên đó là nó đậu chỗ đó luôn rồi tới giờ đó. Rồi bây giờ ta xây. Vậy hả? Ta xây vuông vức đâu cũng cả thứ gì vuông vức vậy đó. Thấy cô nuôi vịt ở kinh 17 đem trái cây đồ qua cúng rồi sáng này. Dạ dạ, hổng gài cũng có người ta đi cúng dữ lắm. Linh thiêng lắm hả cô hả? Cô thì cũng không có biết linh thiêng thì cô cũng như hồi đó cô thấy như vậy thì cô biết như vậy chứ còn cái vụ mà linh thiêng hay lại gì là cô không có biết. Cũng như hồi thời là cô còn nhỏ đó là cô đi móc lúa là lúc đó nó nằm dưới cái lung. Rồi sau này nó mới chuyển lên là đầu đất của em với đất Nam Lĩnh đó. Hai cái đó đó rồi ông mới nằm ở trong đó. Nó di chuyển cũng xa ha. Ông mới nằm đó rồi sau này ông mới lên chân chỗ này. Ông chuyển lên chân chỗ này là ở đó luôn chứ không có nói chung ra là không có ai dời hay là cái gì hết trơn. Tự vậy cái người mà cái mảnh đất mà có cái ông đá nổi đó đó cô. Dạ. Thì cái người đó bây giờ họ khá giả không? Chắc khá giả hả? Không, ảnh cũng nghèo. Cũng như là bây giờ ảnh mà nó vận chuyển lên đó thì
ảnh cũng có năm công đất đó, thì lên đó anh nằm anh cũng hiến cục đất đó để cho ông nằm đó vậy thôi. Nhà cái anh nhà ở đất của anh ba. Nhà anh ba đó ở đâu cô? Ở đằng này nè. Gần nhà đó luôn à? Gần đó. Đây trên này chút nè ha, chú đi lại đây. Rồi anh ba gì ha cho cô? Anh ba than. Ờ. Bữa nay em có đi xây mà mãi ở dưới kinh 1 kinh 2 dưới. Rồi, con cảm ơn cô nha. Đó là ông ta ha, nghe. Ông ta ơi, có thể quay cho con và mọi người thấy được không ông ơi? Nhang nó vẫn đang cháy á. Con xin ông có thể quay cây nhang cho con với lại mọi người cùng thấy không ơi? Xin phép ông đặt nén nhang lại cái đây. Tại chắc nó cây nhang hơi ướt á. Không sao thì ông có thể quay được mà. Ông ơi có thể quay cái nhang cho con với mọi người thấy với ông ơi, con đến đây với lòng thành kính ông ơi. Nghe thôi nói nha. Hai anh em mình cùng nói. Ủa? Ông ơi ông có thể quay mạnh lên được không ông ơi, cho con đến đây là lòng thành kính. Thì ông quay mạnh lên cho con với mọi người thấy với ông ơi. Ông ơi con xin ông về ông quay cho con cái nén hương cho mọi người thấy ông ơi. Tại thì hôm nay đến đây thì để biết cái sự linh thiêng của mình á, thì ông quay cái nén nhang tí thôi đó, cố lên ngoài nữa thôi. Dạ nha. Thì để mọi người biết sự linh thiêng của mình thôi, ngoài chị không có ý gì hết á, dạ. Mạo phạm gì hết. Thì anh em con hôm nay cũng mua chuối đó. Dạ. Ông về ông dùng nước như phụ cho ông mừng ông quay cái nén nhang để mình ăn rồi không ngồi đâu đó cái này nữa rồi quá rồi. Con cảm ơn ông rất là nhiều. Ông có thể quay thêm 2-3 vòng nữa cho con thấy không ơi? Qua quá hay, quá linh thiêng luôn này. Con cảm ơn ông. Con mời ông về dùng chuối uống rượu uống nước với tụi con là quay cho tụi con thấy vào cho mọi người thấy không ơi? Nó nghĩa quay vòng vòng nữa không ơi? Đấy. Vậy đi ông. Ông quay nó mặc dù quay một vòng tròn đúng không ơi? Dạ. Quay mạnh tí được không ạ? Có khi là ông quay mạnh dù đó. Đó. Ông đang quay. Thì đó là sự linh thiêng của ông đó, ông Tà. Thì cô bác quý anh chị, tại vì gió ở ngoài thì gió theo hướng từ ngoài sau lưng mình gió đến và mình đang che lại. Thì mình nhìn cái ngọn lúa ở ngoài kia mình có thể thấy được gần kìa, nhưng mà nhang thì nó quay theo chiều này và theo chiều kia đó. Tại vì mình hôm nay mình che gió không có gió. Tại vì nhiều anh em khác thấy có quay nhưng mà thấy quay ít hơn quay hơn hôm nay hơn hai anh em mình. Giờ thấy thì ông quay thì bây giờ mình kêu con đặt cái gì là tí đi. Bây giờ con cho con cho tụi con xin phép con cho cái nhang lên và con đặt lại nha ông ha. Thì con nhờ ông có thể hiển linh và quay lại quay cái nhang cho con với bạn của con thấy lại một lần nữa và mọi người có thể thấy được sự linh thiêng của ông ơi. Đó mạnh lên ông ơi, mạnh chút nữa ông ơi. Dạ. Đó đã ông chứng minh gần không gió thì ông quay theo chiều ngược lại qua lại đó. Vòng tròn đó ông ơi. Dạ. Mạnh lên ông ơi. Hết vòng luôn. Tròn luôn. Dạ. Vậy hết được vòng tròn luôn. Với lại bạn của mình
cùng đồng hành qua đây, qua Vinh Đá Nổi này, ở ngay tại một cái giữa cánh đồng thênh thang như thế này, thì người ta gọi là ông Đá Nổi. Thì mọi người đến đây để thể hiện sự lòng thành kính đối với ông rất là nhiều. Thì Bùi Hồ với bạn cùng mình cũng vậy. Thì mong video clip này gửi đến mọi người thì được, luôn được mọi người ủng hộ. Và có hữu duyên thì mọi người hãy tìm về huyện Châu Phú của tỉnh An Giang, và đến Vinh Đá Nổi thì mọi người sẽ thấy được sự linh thiêng của ông. Thì xin Bùi Hồ với bạn Nghĩa Trần xin chào cô bác quý anh chị, và hẹn gặp lại quý cô bác quý anh chị sẽ ở những video clip tiếp theo.